hình dáng Hello Kitty trong nhà đều là của chị. Cái điện thoại này cũng là của chị. Cái gì thế? Cái ghế này có hình dáng Hello Kitty cũng là của chị rồi. Anh Thắng, dậy. Rồi, rất là vô duyên, người ta đang ngồi như này đuổi người ta đi ra chỗ khác. Mình đi ra ngồi cái ghế xịn sò này của mình cũng được. Trời, cái gì thế này? Tao ở đâu cũng có hình dáng Hello Kitty đấy nhở? Wow, thôi xong rồi, con Sogoku của mình cũng có hình dáng Hello Kitty. À đây rồi, có chỗ để ngồi rồi. Cái thùng rượu này của Thắng. Ui, lại Hello Kitty, chỗ nào cũng có hình dáng Hello Kitty. Thế là cái bình rượu này thuộc về chị Nga. May quá, còn cái bộ ghế sofa này chưa bị chị Nga sở hữu. Hiểu không? Ai, vướng thế nhở? Thôi xong, thế là Thắng lại không có chỗ để nghỉ ngơi rồi. Cái gì thế này, cái lúc vàng của Thắng cũng bị chị Nga chiếm mất rồi. Thắng đã có cách giải quyết. Bây giờ Thắng sẽ bóc hết tất cả các hình dán Hello Kitty của chị Nga. Và Thắng dán hết cái hình Doraemon của Thắng yêu thích. Thế là tất cả các đồ ở trong nhà này mà có hình dán Doraemon là của Thắng. Chỗ này phải tới 100 hình luôn. Này thì Hello Kitty nè đã có hình Doraemon. Và đây cái con Sogoku này đã trở về con Sogoku của Thắng rồi. Lại thì chiếc ghế này bây giờ đã quay trở lại với chủ nhân là Thắng TT. Chiếc lút vàng thân yêu của Thắng bây giờ đã thuộc về Thắng. À, bắt của tao, anh Thắng dám xé hình Hello Kitty của em. Là bởi vì anh thích hình Doraemon. Không, nhưng mà em thích hình Hello Kitty hơn. Nhưng mà anh thích hình Doraemon hơn, mấy cả cái thùng rượu này nó là của anh nữa. Không, nhưng mà em vẫn thích Hello Kitty. Không, anh thích Doraemon. Phải Hello Kitty. Phải là Doraemon. Không, là Hello Kitty. Được rồi, nếu như em không chịu thua anh thì thì anh cũng sẽ không chịu thua em đâu. Bây giờ anh và em sẽ tham gia thi một cuộc thi. Ai mua được nhiều đồ Hello Kitty hoặc là Doraemon hơn thì người đó sẽ giành chiến thắng. Chơi luôn. Ok luôn. Đây là món đồ đầu tiên mà anh đã mua được, con dấu Doraemon. 6 con dấu này nó có 6 hình khác nhau. Doraemon buồn, Doraemon đang hát, Doraemon đang đi chơi, Doraemon đang thèm ăn, Doraemon đang đi chơi nữa, Doraemon đang vui vẻ. Phần dưới này là nó sẽ có mực đỏ. Có ngay một hình Doraemon, con dấu Doraemon thứ hai. Doraemon thèm ăn. Vậy là Thắng đã có 6 hình con dấu Doraemon. Đẹp tuyệt vời. Đẹp thì cũng không bằng Hello Kitty của em đâu. Đó, thấy chưa? Đẹp hơn của anh Thắng rất là nhiều. Hello Kitty, tạp dề nấu ăn. Áo Doraemon. 1 hình, 2 hình, 3 hình, 4 hình Doraemon. Chị cũng có áo Hello Kitty đây. Hello Kitty nhưng mà lại là áo hình Doraemon. Chào em, anh đứng đây từ chiều. Thảm chùi chân Hello Kitty. Chị có thảm chùi chân Hello Kitty. Đi ra. Thời nào rồi lại còn dùng thảm chùi chân Hello Kitty. Bây giờ phải dùng thảm chùi chân Doraemon. Đi ra. Chị còn còn một cái thảm nữa nha. Hello Kitty. Đấy. Cái gì mà mua tận 2 cái thảm Hello Kitty, chị Nga thừa tiền rồi. Gối Hello Kitty. Dậy 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 dậy. Dậy 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 dậy, nhanh lên, khẩn trương. Đệm ngồi Doraemon. Chị cũng có đệm Hello Kitty. Đâu? Cái này mà là đệm Hello Kitty á? Cái đệm mông này nó chỉ có màu hồng thôi chứ thực chất nó là cái con kỳ lân chứ không phải là Hello Kitty. Gương Hello Kitty. Mặt của chị Nga bị bướn này. Thôi cho mượn cái gương Doraemon mà soi. Đây là chiếc gương Doraemon, gương thần kỳ. Thôi mang đi, của anh mà. Doraemon nó là của Thắng mà. Anh Thắng, trải đầu đi. Em cho mượn cái lược Hello Kitty của em này. Đẹp chưa? Trải đầu đi. Hello Kitty. Không cần, giá. Đã bảo người ta thích Doraemon rồi, phải trải lược bằng lược Doraemon thì nó mới may mà. Chị không cần. Giá. Giá thì thôi, tháng này tự trải. Chị có móc khóa hình Hello Kitty, có đồng xu vàng hình Hello Kitty này. Anh Thắng còn lô mày có cái như này nhá. Móc chìa khóa Doraemon nó còn phát sáng được nhá. Bây giờ tao bật cái công tắc này là cái móc chìa khóa Doraemon này của tao nó sẽ phát sáng. Đấy, xịn chưa? Đồng hồ Hello Kitty không những nó có thể xem giờ được mà nó còn chiếu ra rất nhiều là Hello Kitty. Bây giờ là 10:31. Bây giờ chị sẽ mở khuôn mặt của Hello Kitty này ra và ấn vào cái nút này. Hello Kitty 1, Hello Kitty 2, Hello Kitty 3, Hello Kitty 4 và còn rất là nhiều hình Hello Kitty khác. Chị Nga có biết vặn tay như này sao bắt đầu thổi sáo không? Chứ anh không biết thổi đâu. Có, đơn giản. Đâu, làm đi anh xem nào. Ôi trời, tưởng biết thổi cơ. Như này không biết làm sao thì đã có còi Doraemon. Bình
Mình uống nước. Hello Kitty. Đâu Hello Kitty đâu? Làm gì thấy Hello Kitty mà bảo là Hello Kitty? Đóng cái nắp này vào và đeo cái nơ vào. Đây, hình Hello Kitty đây. Thả cái ống hút này xuống. Đây, đã có Hello Kitty rồi nhé. Ống hút Doraemon. Bỏ ống hút Hello Kitty của chị ra. Bình uống nước Hello Kitty kết hợp với ống hút Doraemon. Nó có thể xoay 360 độ. Cổ của con Doraemon này nó ngắn quá, thì Tăng sẽ kéo cho nó cao lên. Chị còn có cân Hello Kitty. Chị không biết chị được bao nhiêu cân nhỉ? Chị được tận 55 cân. Không biết anh được bao nhiêu cân nhỉ? Bây giờ phải cân thử mới được. Anh được 59 cân. Mấy bạn được bao nhiêu cân thì nhớ comment nhá. Chị có đèn ngủ Hello Kitty. Đâu nhưng mà nó có sáng đâu. Cắm điện vào nó mới sáng chứ. Đây. Vẫn không thấy nó sáng. Anh nhìn vào đây này. Đâu có sáng đâu. Anh phải nhìn vào đây chứ. Thấy chưa? Đâu, vẫn chưa được sáng. Em là mất thời gian của anh quá. Đây, anh có chiếc đèn ngủ Doraemon. Không cần cắm ổ điện mà nó cũng sáng được luôn. Đâu rồi nhở? Đèn ngủ anh chạy bằng pin. Ồ, em là thấy nó sáng đâu. Đấy là anh chưa bật công tắc. Đây này. Đẹp chưa? Đấy, bây giờ cái đèn ngủ của em thấy cái đèn ngủ Doraemon của anh nó mới sáng. Móc treo tường Hello Kitty. Móc ra và dán vào đây. Sao chị Nga luôn móng tay dài như này? Chị phải cắt móng tay đi để cho móng tay nó đỡ bẩn. Thắng sẽ dùng cái cắt móng tay Doraemon để cắt móng tay cho chị Nga. À, làm ăn thế à? Anh Thắng, sao anh lại để bút linh tinh thế này? Em cho mượn hộp bút Hello Kitty của em để vào đây. Hộp đựng bút Hello Kitty của em còn có ở bảng điều chương. Đây là cái bảng ghi thời khóa biểu. Còn thừa bút cứ để im ở đây. Anh thấy gọn hơn chưa? Không những nó là hộp bút mà là nó còn là một cái ô tô Hello Kitty. Nhưng mà hộp bút kiểu gì đựng xong bút mà còn thừa nhiều bút như thế này? Không sao, em vẫn còn một hộp bút Hello Kitty nữa. Đây. Đã xong, gọn gàng hơn chưa? Đồng hồ treo tường Doraemon. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Để anh lấy lại giờ. Chứ bây giờ nó là 4 giờ. Bây giờ là 3:15. 3:15 à? Đã có 3:15 rồi. Găng tay Hello Kitty dùng để lấy đồ nóng trong lò vi sóng. Thẻ học sinh Doraemon. Cái dây của nó cũng là Doraemon luôn. Thế này nhá, đi lên trường nhá. Không có bạn nào có thẻ học sinh Doraemon như là Thắng. Anh Thắng, anh để kính lung tung như này à? Em cho anh hộp đựng kính Hello Kitty. Đây, anh để vào đây. Thấy chưa, rất là gọn gàng. Lại là Hello Kitty nhưng mà anh không thích Hello Kitty. Sược Doraemon, tặng chị Nga sược Doraemon. Quá xinh luôn khi mà chị Nga đeo cái sược Doraemon của Thắng. Nhưng mà chị không thích Doraemon. Đẹp thật nhưng mà chị không thích Doraemon đâu. Chị không thích thì rẻ đây. Sao anh để giấy ở bên ngoài như này, nó ướt thì làm sao? Em đã có hộp đựng giấy Hello Kitty. Mở nắp ra. Để giấy vào đây. Ổ khóa Doraemon và hai chiếc chìa khóa. Bóc cái lớp từ bóng này ra cho nó mới. Bây giờ thằng đóng nó lại, vặn khóa. Bây giờ lại mở nó ra này. Quá là xịn luôn. Thắng sẽ dùng cái chiếc chìa khóa này để nắng khóa cổng, khóa cửa, đặc biệt là khóa tất cả mọi thứ ở trên đời này. Có cái đôi dép này chị Nga suốt ngày đi của Thắng phải khóa lại mới được. Xong. Từ bây giờ chị Nga sẽ không bao giờ đi được dép của Thắng nữa. Doraemon, mỗi khi có gió là cái chiếc chuông này sẽ lắc lư lắc lư lắc lư. Và được cái là nó không gây tiếng kêu đâu mà. Vòng đeo tay Doraemon, thơm thế nhở. Sao chị Nga giơ tay ở đây? Rồi thôi, tặng chị Nga cái vòng đeo tay Doraemon này cũng được. Cũng được. Oh, Hello Kitty. Đây này, Thắng có chiếc thước kẻ Doraemon. Thước dày và hơi bị đẹp. Mặt trước nó cũng có hình và mặt sau nó cũng có hình Doraemon. Không những có hình Doraemon mà người ta còn in thêm cả hình Lobita vào đây nữa. Và đặc biệt quan trọng hơn là chiếc thước này nó có hai trò chơi. Trò chơi thứ nhất là trò chơi xếp hình. Bây giờ Thắng sẽ bỏ cái hình tròn này ra là Thắng sẽ chơi được cái trò xếp hình. Bây giờ chân tay và cái đầu của Doraemon nó đã sắp xếp lẫn lộn rồi. Đố chị Nga có thể sắp xếp nó về vị trí ban đầu đấy. Quá đơn giản. Nhìn đây nè. Tên tắt em đã xong.
quá đơn giản. Ui, giỏi thật đấy. Và cái trò chơi thứ hai là cái trò chơi lăn bi. Bây giờ Thắng sẽ phải lăn làm sao cho cái hai cái hòn bi này nó vào cái côn bên này. Thành công rồi, hòn bi này đã vào trong cái côn rồi nhé. Quá là thông minh. Bông tắm Hello Kitty, chị sẽ dùng cái này để cọ người. Anh Thắng, anh đi đâu đấy? Đi xuống phố chứ còn đi đâu nữa. Đi xuống phố bụi lắm, anh phải đeo khẩu trang vào chứ. Đây này, đeo khẩu trang Hello Kitty của em đây này. Lại khẩu trang Hello Kitty? Không, anh không thích khẩu trang Hello Kitty. Anh có khẩu trang Doraemon. Thế nhá, bye bye. Lại cái gì nữa? Anh đi xuống phố nhưng mà phải đội mũ bảo hiểm vào. Mũ bảo hiểm của anh đâu? Anh đi xuống phố mà không đội mũ bảo hiểm là công an nó bắt đấy. Mũ bảo hiểm Doraemon không những nó có thể bảo vệ được cái đầu của Thắng mà nó có trong chóng bay được cả lên trời luôn. Thắng không phải đi xe máy nữa, Thắng sẽ đi đường bay. Thời tiết hôm nay nóng thế nhở? Thế thì để em cho anh mượn quạt Hello Kitty của em. Ý. Đây, mát chưa? Đâu xe nào. Ui mát thế nhở, nhưng mà mỏi tay lắm. Thôi giả em này, anh đã có quạt Doraemon, quạt máy Doraemon, ấn nút phát nào nó quay luôn. Ủa ôi, quạt bé tí. Quạt của chị này, Hello Kitty. To chưa? Ui, quạt kiểu gì mà bị gãy này? Không phải đâu, cái này là để như này này. Có lúc nào muốn cầm tay thì mình lại gặp cầm như thế này. Bây giờ ấn nút này, để cho nó mát. Ui giời, cái quạt gì nó lại gãy lần thứ hai này. Kẹo Doraemon, không biết là các bạn nào đã ăn cái hộp kẹo đầu Doraemon này chưa? Bây giờ ta sẽ bóc cái hộp kẹo này ra. Ui, ở bên trong nó còn có một hình Doraemon nữa. Và chiếc vỏ kẹo cũng có hình Doraemon luôn. À, thì ra đây là kẹo cao su Doraemon. Doraemon đang đọc sách. Dép đi trong nhà, Hello Kitty. Mùa hè rồi, bây giờ làm gì có ai đi dép bông nữa. Phải đi dép tông Doraemon. Hộp đựng đồ mini, Hello Kitty. Cái này có thể đựng được rất nhiều đồ. Để dây chun nè. Để son. Kẹp móc quần áo Doraemon. Bởi vì ở trong này không có quần áo Doraemon nên là sẽ kẹp thử vào quần của Thắng. Đầy đủ tất cả các hình luôn. Đâu, mang em kẹp cho. À, sao kẹp vào chân của anh đây. Lịch để bàn, Hello Kitty. Hôm nay là mùng 7 tháng 6, tức là thứ ba. Lịch này rất hay nha, còn có chỗ để ghi chú, ví dụ như là sinh nhật của ai. Kẹp tóc Doraemon. Cái kẹp tóc Doraemon đang đẹp hơn cái kẹp tóc của chị Nga đây này. Bản nháp Hello Kitty. Ơ sao nó có xóa được đâu? Đây là tờ giấy thì chả không xóa được. Sẽ bỏ cái lớp giấy này ra và lấy cái bút ở trên này. Hàng Nga. Bây giờ mà chị muốn xóa cái chữ này đi thì mình sẽ gạt cái này. Đó, sạch luôn. Anh Thắng có viết chữ không để em viết cho? À, cái bảng này Thắng dùng rồi nhưng mà không phải là Hello Kitty. Thắng sẽ viết chữ Thắng TT. Sau đó gạt phát là hết. Như kiểu là kỹ xảo điện ảnh ấy. Đàn guitar Doraemon. Cái đàn gì đánh mà chả thấy kêu gì? Chả kêu thì sao? Nhìn thế này, đấy là do anh chưa bật công tắc rồi. Bộ cầu trượt Hello Kitty, chị còn chưa cả bao hộp. Có mỗi cái băng dính mà không bóc được ra. Nào. Tên, tên, tên. Đây này, bây giờ chị Nga phải đọc hướng dẫn sử dụng ở cái lắp này thì chị Nga mới lắp được. Chị đã lắp xong ở đây, bây giờ chị sẽ lấy cái tô vít này, xoáy cái ốc ở đây ra để lắp pin vào đây để cho nó chạy. Nói nhỏ nhá, chị biết một chỗ anh Thắng giấu rất là nhiều tiền ở chỗ đấy luôn. Két sắt Doraemon của anh Thắng, nhưng mà chị lại không biết mật khẩu. Bây giờ chị sẽ khóa mật khẩu két sắt của anh Thắng ra. Thôi xong rồi, mật khẩu sai rồi. Chị ấn lại một lần nữa. Vẫn không được. Chị ấn tiếp một lần nữa. À, bắt
của tang. Chị Hằng Nga dám mở trộm mày cái két sắt của Thắng nha. Nhưng mà còn lâu chị mới mở được, két sắt đang phải biết mật khẩu mới mở được cơ. Đố các bạn biết mật khẩu két sắt của Thắng là gì? Đố em biết mật khẩu két sắt của anh là gì? Biết thì em đã mở được rồi. Bây giờ chỉ các bạn biết đây, Thắng đặt mật khẩu cực kỳ là dễ nhớ luôn. 1, 2, 3, 4, 0. Đấy, xịn chưa? Cho chị Nga xem này, trong này của anh có rất là nhiều tiền. Wow. Yêu ơi, không có 1.000 nào cả. Hóa ra anh Thắng không để tiền ở đây. Anh để tiền ở đây này, đóng cái két sắt này vô. Cho chị Nga 1 tờ tiền. Đấy, cho chị Nga hết luôn, xong rồi chị Nga nhét vào đây. Tiền này tiền đô la. Tiền đô la Mickey. Đây này, không phải nhét kiểu đấy. Chị Nga quên đấy. Bỏ ra, đây nhét vào đây. Đây như này. Úi, xịn nhờ. Như kiểu là của mày đếm tiền ấy. Wow, 2 tờ rồi. Tiền. Hello Kitty. Tiền đô la Hello Kitty của chị này các em ơi. Đúng rồi, chị cũng phải nhét vào Doraemon đi. Chết rồi. Ôi ơi. Eo ơi, máy két sắt đảo. Không cả nhét được tiền Hello Kitty của chị. Rồi xong. Bây giờ phải có mật khẩu thì mở được két sắt này ra nha. Ok, chị sẽ mở ra để lấy tiền. Tại sao anh lại vứt rác bừa bãi như thế này? Phải vứt rác đúng nơi quy định chứ. Thùng rác Doraemon. Mí cho bạn biết nha, cái thùng rác Doraemon của Thá nó không có đáy luôn. Chỉ cần con Doraemon này nó há mồm ra là đựng bao nhiêu rác nó cũng đựng được. Khép mồm lại. Chưa hết đâu, chị còn có máy bán nước tự động Hello Kitty. Bây giờ chị sẽ mở ra cho các em xem. Ủa. Cái máy này vẫn chạy bằng pin nên chị phải xoáy ra cho pin vào đây để cho nó chạy. Bây giờ chị sẽ hướng dẫn anh Thắng mua nước ở máy bán nước của chị nhé. Đầu tiên chỗ này mình phải mở cái nắp này ra để cho nước vào đây. Chị sẽ cho 4 chai nước vào, thả vào đây. 1, 2, 3, 4. Và đậy nắp vào. Còn đây là chỗ nhét xu vào, sẽ cho 1 đồng xu vào đây. Cà phê, chị ấn. Đó, đã có một chai nước dừng đây, chị sẽ mở cái nắp này ra để lấy nó. Rồi. Ui, cái máy bán nước này giống ở ngoài đường thế nhở? Chính Nga cho anh xin 1 đồng xu để anh mua máy bán nước nè. Đây. Giờ là anh sẽ nhét cái đồng xu này vô cái máy bán nước. Bây giờ là anh sẽ uống nước, uống sữa. Ui, có sữa rơi xuống thật này. Đàn Doraemon, bây giờ anh sẽ đánh đàn cho mẹ xem đây. Đồ, đê, mi, pha, son, la, si, đô. Bình xịt Doraemon. Bây giờ xoáy cái này ra nhá, xong rồi đổ nước vào đây. Lại xoáy vô. Ví dụ là thằng có thể cho nước rửa tay hoặc nước rửa bát, xong rồi xịt ra đây. Rửa tay cho Lifebuoy vào. Hoặc là đổ nước qua đây xong rồi xịt. Thôi ngài, từ sáng giờ cứ sâu đồ mãi, anh thấy mỏi quá rồi. Em có thấy mỏi không? Thế thôi nha, bây giờ anh em sẽ kết thúc cái video tại đây. Các bạn thấy cái đồ Doraemon của Thắng hay là Hello Kitty của chị Nga đẹp hơn? Đương nhiên là của chị rồi. À từ từ, Thắng vẫn còn một cái đồ Doraemon nữa. Đây này. Ví Doraemon. Ui, đây là cái ví mà đấy đẹp nhất luôn. Cái ví này có cực kỳ nhiều ngăn nhá. 1 ngăn này, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn, 5 ngăn, 6 ngăn, 7 ngăn, 8 ngăn, 9 ngăn. Oh my god. Nhưng mà mỗi tội là chưa có tiền. Thôi nha các bạn ơi, cái video của Thắng tới đây là kết thúc rồi. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Còn bây giờ là bye bye, bye.